Không, hôm nay phải làm cho rõ. Cái xe của tôi ấy không thể chở loại hôi hám bẩn thỉu này đâu. Có chốt không? Coi như ấy, bây giờ có thêm một khoản tiền ăn. Đây là nhà anh chị đấy ạ? Không phải giúp việc ạ? Hai đứa này là con thuê về để dọn nhà cho nhà mình mà. Không thể chịu được nữa rồi. Sao đấy hả vợ? Anh nhìn đi. Ai mà hầu được mãi được. Đã mù mà không biết thân biết phận. Thôi em, can đi, kệ chú ấy. Kệ là kệ nào. Này, tôi nói cho anh biết nhá, cái nhà này là nhà mẹ cho hai vợ chồng mình. Anh lôi của nợ ấy lên làm gì đấy? Hả? Kìa, dù sao chú cũng là chú của anh mà. Đã thế, chú nuôi anh từ nhỏ nữa. Đấy là việc của anh. 50 tuổi chưa phải là già đâu. Người ta vẫn đi kiếm tiền được đấy. Nhưng mà chú bị mù mà. Tàn chứ không phế. Đầy người mù người ta vẫn đi làm được. Người ta vẫn sản xuất tăm được đấy. Thôi, em kệ chú đi, ăn đi. Tí anh dọn hộ cho. Không, hôm nay phải làm cho rõ. Thế bây giờ muốn giải quyết như thế nào? Bây giờ thế này. Em thấy có rất nhiều người mù người ta vẫn đi làm được. Người ta vẫn đi ra ngoài người ta ăn xin được. Ngày mai cho ông đi ra ăn xin à? Một ngày kiếm được vài triệu đấy, tưởng đùa. Ăn xin á? Làm thế làm sao mà làm được? Sao không làm thế được? Thì bây giờ anh chọn đi. Một là với tôi, hai là phụng sự ông này. Chọn đi. Còn ông kia, mù rồi còn điếc à? Cháu nói thế thì chú nghe thế. Chứ chú có dám ý kiến gì đâu. Thế thì tốt. Ngày mai vợ chồng tôi đi làm. Thì buổi sáng anh Nhậm sẽ đưa ông ra ngoài đường. Rồi đến chiều anh ấy đón ông về. Được chưa? Anh á? Không anh thì là tôi à? Cái xe của tôi ấy không thể chở cái loại hôi hám bẩn thỉu này đâu. Hiểu chưa? Có chốt không? Chốt. Chiều chủ nhà đứng yên đây nhá, cháu không biết đường đến mà đón. Chúng mù dở thế này, đi đâu được mà chả đứng yên. À, đây, chú nhớ cầm cái này nhá, khi nào cháu alo, nhớ nghe đấy. Mà này, chú nhớ kêu gào khóc lóc thật nhiều vào nhá, để có nhiều tiền chứ không về á, con vợ cháu lại than vãn đấy. Vâng, cảm ơn anh chị. Thế nhá, cháu đi đây. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Bác ơi, cho em xin mấy đồng. Em nghèo, em mù loà, em không nhìn thấy gì. Đời em khổ lắm. Các bác ơi, thương em cho em mấy đồng quá các bác ơi. Để em sống qua ngày. Lại các ông, lại các bà nữa. Đi qua cho em xin mấy đồng. Uầy, chính ra một ngày ông ấy kiếm bằng 1/4 số tiền mà em làm được cả tháng ấy. Tí thì phí được một nhân tài. Chú ấy kiếm được bao nhiêu hả em? 2,5 triệu. Nhiều tiền không? Giàu không? Thế ngày mai ấy, chú ấy có phải đi nữa không? Đương nhiên là phải có rồi. Ở nhà làm sao kiếm được nhiều tiền này? Lộc trời cho phải biết hưởng. Coi như ấy, bây giờ có thêm một khoản tiền ăn. Tiền này ấy, sẽ được coi là tiền ông ấy thuê nhà của mình. Được không? Ừ. Thank you.
Cháu đói quá. Cháu đói à? Cháu lấy tiền trong của chú đi mua cái gì mà ăn? Cháu cảm ơn chú, nhưng mà chú không sợ cháu lấy hết tiền của chú ạ? Nếu cháu lấy hết tiền của chú thì cháu đã cướp mũ của chú rồi. Cướp mũ tiền đi. Cháu xem quanh đây có cái hàng bánh mì nào, mua lấy cái bánh mì mà ăn. Nếu mua thêm nước nhá, ăn bánh mì khô khó ăn lắm. Cháu cảm ơn chú ạ. Chú ăn cùng với cháu nhá. Cháu chỉ cần ăn nửa ổ là no rồi. Sao cháu không mua lấy hai cái bánh mì mà ăn? Thôi ạ, cháu đủ rồi. À chú ơi, cháu còn mua cả nước cho chú ấy này, chú uống đi. Cảm ơn cháu, chú có nước rồi. Chú thì mù dở, phải ra đường ăn xin thiên hạ như thế này. Khổ. Mà này, thế cháu chắc trốn gia đình đi lang thang hả? Không ạ, cháu làm ăn thua lỗ, phải bán hết cả nhà cửa đi. Bây giờ chả biết đi đâu nữa. Lang thang mấy ngày hôm nay, còn định nghĩ đến cái chết nữa. Thanh niên sức dài vai rộng, phải nghĩ về tương lai mà phấn đấu. Hơi một tí là nghĩ đến cái chết hả cháu? Nhưng mà bây giờ cháu không biết bắt đầu từ đâu nữa. Chán lắm chú ạ. Bắt đầu từ những gì còn lại cháu ạ. Nhưng mà bao nhiêu tiền bạc vốn liếng của cháu đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Bây giờ làm gì còn ai tin tưởng cháu nữa. Vì chú không nhìn thấy, nhưng linh tính mách bảo cháu là người rất tốt. Cháu cứ cầm hết số tiền trong mũ của chú nhá. Và bắt đầu làm lại từ những thứ nhỏ nhất. Không chú ơi, cháu không dám nhận đâu ạ. Chú không sợ là cháu lừa lấy hết tiền của chú à? Linh cảm của chú, cháu là người rất tốt. Cháu nhận đi. Cháu còn trẻ, còn nhiều thứ để làm. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Chú ơi, cháu với chú chỉ là người dưng, mà sao chú tốt với cháu thế ạ? Ơn nghĩa này cháu biết đền đáp thế nào ạ? Làm ơn chẳng nhã lại chờ người trả ơn. Cháu cứ trả ơn chú bằng cách sống thật tốt, tốt với xã hội, tốt cho tất cả mọi người, tốt cho bản thân cháu. Thế là chú vui nhá. Cháu cảm ơn chú ạ. Tiền đâu? Sao hôm nay không thấy đưa tiền về? Hôm nay không ai cho. Làm gì có chuyện không ai cho. Đừng có nói với tôi ông định lấy số tiền đấy làm vốn riêng đấy à? Tôi đã bảo không có là không có mà. Tôi mà biết ông lấy số tiền đấy làm vốn riêng ấy thì đừng có trách. Nuôi cho ăn rồi mà còn không biết thân biết phận à? Nói nhịn đi. Ăn đi. Chú ơi. Chú ơi, cháu Huyền đây ạ. Cháu mua nước và bánh mì cho chú này chú. Huyền đấy ạ, con. Công việc dạo này thế nào rồi? Ăn uống gì chưa? Nhờ số tiền mà chú cho cháu cũng thuê được căn nhà nho nhỏ. Rồi xin được việc bưng bê ở hàng phở bên đường kìa chú. Thế thì tốt rồi. À mà chú ơi, cháu thấy chú cứ ở ngoài đường thế này, mắt lại không nhìn thấy gì. Hay là chú về ở với cháu chú nhá. Chú cháu mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, được không ạ chú?
Thế thì phiền cho cháu lắm. Chú sống thế này quen rồi. Nhưng mà cứ nhìn chú thế này cháu không đành lòng đâu. Thôi chú về với cháu nhá. Cháu sẽ chăm sóc cho chú. Nhưng mà... Thôi chú ơi, trời cũng sắp tối mà cũng gần mưa rồi. Chú về với cháu nhá. Đi chú. Thôi được. Chết rồi chú Khang. Chú ý tự biết cách ở nhà khác, anh không phải lo. Nhưng mà... Thôi mệt lắm rồi anh đi tắm đi, nói nhiều thế. Chú ấy bị... Em đã nói là anh đi tắm đi, mệt lắm rồi thế này, em đang nhức hết cả đầu đấy. Ờ. Cô. Chứ để mà nói á, nhà mình ngày xưa phải to bằng cả cái dãy này. Cái gì mà tại tôi, mà tại anh ấy. Cưới anh với tôi mới hãm thế này đấy. Mà ông thầy bói nói không sai. Tôi với anh cưới nhau hãm nào ấy. Hai vợ chồng đồng nát đấy à. Ơ, chú Khang, cháu Nhậm này. Nhậm mà. Nhậm phải không? Tưởng ông chết ở đâu, cuối cùng lại mò vào đây làm ô xin à. Mà chủ cũng lạ, thuê ô xin mù bao giờ không? Kìa, mời hai vợ chồng vào nhà. Hai cháu ăn bánh đi. Từ hồi đến giờ là chú ở đây suốt à? Này, nhà có ít ve chai hay là đồng nát nào ấy thì mang nốt ra đây. Chúng tôi còn về đây, nhà bao việc đây. Đợi tôi lấy ra đây giùm mà. Ơ kìa bố, sao bố lại xách? Này, hai anh chị thấy bố tôi mù lòa, đã không giúp đỡ lại còn ngồi đấy hưởng thụ à? Đây là nhà anh chị đấy à? Bố, không phải giúp việc à? Giúp việc nào ở đây? Này, mà kể cả bố tôi là giúp việc ấy thì cũng để cho anh chị sai vặt đấy à? Tôi, cho tôi xin lỗi. Chú cho con xin lỗi ạ. Bố tự nguyện đi chứ. Tự nguyện gì à bố? Hai đứa này là con thuê về để dọn nhà cho nhà mình mà. Thế chúng nó chưa dọn à? Hai đứa này bố biết mà. Thằng Nhậm, nó là cháu ruột của bố. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao ngày xưa bố tôi phải đi ăn xin rồi. Tất cả là nhờ vợ chồng anh chị đúng không? Chị ơi, cho tôi xin lỗi ạ. Chú cho con xin lỗi. Không phải xin lỗi đâu. Cũng nhờ có cái sai của hai cháu mà chú có đứa con gái đây. Đúng là nhờ bố Khang đã giúp tôi năm ấy mà tôi mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Thôi, hai vợ chồng dọn dẹp đi. Xong rồi tôi thanh toán. Chú đây mù lòa thật đấy. Cũng chả nhìn thấy gì đâu. Thế nhưng mọi việc làm của hai cháu trong mấy năm qua chú vẫn theo dõi và biết hết đấy. Luật trời có mắt cả đấy. Sống ở trên đời mà đối xử tệ bạc với người quen, người thân và gia đình thì sau này cuộc sống sẽ không ra cái gì đâu. Thôi, chú cho hai vợ chồng ít tiền về mua quà cho các cháu. Chú ơi, ngày xưa bọn cháu đối xử với chú không tốt mà bây giờ chú vẫn làm thế với bọn cháu. Cháu xin lỗi chú thật lòng ạ. Thôi các cháu ạ, chuyện cũ bỏ qua đi. Thi thoảng rảnh rỗi hai cháu lại đây chơi với chú nhá. Thôi bố ơi, con đưa bố về nhà nghỉ ngơi.